Chào các bạn, iOS 10.2 thì mới ra mắt và mình cũng giống như các bạn cũng phân vân xem là có nên nâng cấp hay không. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không cần phải phân vân nữa vì các bạn đang xem video này. Ok, nghe hơi chuối. Dù sao thì cũng chào mừng các bạn đã quay trở lại video của mình. Và video này thì mình sẽ chia sẻ một chút về iOS 10.2 có nên nâng cấp hay không, iPhone lock thì sao, jailbreak thì sao và có điểm gì mới trên iOS 10.2 mà chúng ta phải nâng cấp. Nào bắt đầu. Đầu tiên thì iOS 10.2 có gì mới so với các phiên bản trước thì iOS 10.2 về cơ bản vẫn là iOS 10 và nó không khác gì so với phiên bản đầu tiên, đó là 10.0. Chỉ fix một vài lỗi nho nhỏ ổn định hơn, có hiệu năng tốt hơn một chút so với cái phiên bản trước theo như là Apple công bố. Và đặc biệt là vẫn tốn pin như thường, iOS 10 nó vậy. Vậy những máy nào được hỗ trợ thì tất cả những cái máy từ iPhone 5 trở lên, từ iPhone 4 iPad 4 và iPad mini 2 trở lên, tất cả những máy nào lên được iOS 10 thì đều có thể lên được iOS 10.2. Lên rồi thì có xuống được hay không? Thì ở thời điểm hiện tại các bạn chỉ có thể xuống được phiên bản thấp nhất là 10.1. Phiên bản thấp nhất là 10.1, còn 10.0 thì sẽ không thể xuống được rồi. Về phiên bản 10.2 này thì có gì mới so với các phiên bản trước? Thì nếu như mà các bạn đang ở iOS 9 hoặc là các bạn đang sử dụng iOS 9 thì khi mà các bạn lên phiên bản iOS 10 này, cảm nhận đầu tiên nó rất là khác biệt. Nó hiệu năng nhanh hơn một chút và giao diện đồ họa cũng dễ nhìn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là phần hiệu năng, mình nghĩ là do iOS 10 đã cố tình đẩy xung nhịp của CPU cao lên hoặc là đẩy các chi tiết phần cứng khác hoạt động nhiều hơn. Việc này thì dẫn đến là máy sẽ có vẻ như là nóng hơn và tốn pin hơn một chút. Đó là về iOS 10, còn riêng bản 10.2 này thì ngoài việc fix một vài lỗi, ví dụ liên quan đến tin nhắn, lỗi hiển thị bàn phím trong tin nhắn, lỗi FaceTime, thỉnh thoảng focus, không focus vào mặt, thì họ sẽ fix lại các cái lỗi đó và thêm 100 emoji mới, sửa lại, vẽ lại các cái emoji cũ cho nó đẹp hơn, cũng như là thêm vào phần tin nhắn của iMessage hai cái effect khi mà các bạn gửi tin nhắn. Những máy nào thì nên nâng cấp? iPhone 5S trở xuống, tức là iPhone 5S á, thì theo mình, nếu như các bạn đang ở iOS 8 hoặc iOS 9 thì các bạn không nên nâng cấp lên iOS 10 làm gì. Nó sẽ có vẻ như là nặng hơn, đơ hơn một chút. Một thông tin thêm cho những bạn đang sử dụng iOS 9 hay là các bạn đang sử dụng jailbreak thì kể từ iOS 9.3.4 trở về sau này vẫn chưa có thông tin gì về việc có thể jailbreak. Vì thế nên là nếu như các bạn đang sử dụng iOS mà có jailbreak để fix lỗi hay là để làm bất kỳ điều gì nhưng mà cần phải jailbreak ấy, thì các bạn không nên lên. iPhone lock thì các bạn vẫn có thể lên được bình thường vì đã có tool fix lỗi cho 10 phiên bản 10.2 rồi. Vì thế nên là các bạn có thể lên được thoải mái mà không cần quá lo lắng. Nếu như các bạn không chắc chắn về việc fix lỗi thì các bạn có thể xem lại các video mình Mango TV đã hướng dẫn, hoặc là comment xuống phía bên dưới, mình sẽ trả lời giải đáp trong một video tiếp theo hoặc là livestream. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đừng quên đăng ký theo dõi.